Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft thực tế ảo. Mình đã mời các thành viên của Hero Team vào để chơi cùng với mình và sẽ có 3 vòng game cho mỗi người chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên nha. Người chơi sẽ phải đứng giữa một hồ lava và sẽ phải nhảy bắt cua qua từng block. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra sẽ rất khó vì người chơi sẽ phải nhảy luôn cả bên ngoài đời thật. Nếu thua thì sẽ bị đánh. Và bây giờ cùng xem Hero Team sẽ vượt qua thử thách này như thế nào đây. Phong cận TV. Cái kiếm anh bật lửa đi, tí nữa Phong nhảy xuống lava anh đốt trên Phong. Ê, cái gì ông nội? Và hình phạt là có một cái búa rồi, cay đem ra màn hình cho khán giả xem, cho mấy bạn xem coi. Đây mấy bạn ơi, cái gì vậy? Và hình phạt của người thua là sẽ bị dùng búa đánh nha các bạn nha. À, cái búa này búa đồ chơi nha các bạn. Ok, rồi thử nhảy với cái đầu tiên rồi. Té ngoài đời thật luôn. Từ từ, tôi phải lấy chớn nè mọi người ạ. Đừng chết. Đừng nha, đừng nha. Tim tôi đang bị thụt xuống. Từ từ mọi người ơi. Ok rồi, còn 4 tim. 1, 2, 3. Ui. Nữa hả? 2, 3. No. Mẹ ơi, con thất bại rồi. Đánh vậy đúng không? Quýnh mạnh vô bạn. Tyrant TV. Tôi là Kai Van Ron Vina Hao. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì mình sẽ một năm này có xây một ngàn xây không bao giờ tàn tay. Ok, bây giờ cái này một lóc dễ rồi. Xem đi đào. 3, 2, 1, đang tập nhảy qua nhảy đúng không rồi. Mình không muốn làm điều này đâu. Mèo Simi. Rồi bây giờ tới lượt của mình nha mọi người. Clap clap clap, let's go. Ok, let's go. Good job. Cái tiếp theo. Ok, ok, Livia tiếp. Ủa cái này, cái này vẫn là một lóc luôn. Hai lóc hả? Oh my god. Ôi, xin đi lùi cái. Xin lùi xuống cái chúng ta ba luôn. Tôi lùi xuống, tôi lấy đà. Trời ơi. What? Ủa? Gì vậy? Thứ hai lần. Đâu gì đâu, cái này nãy cay quýnh nó khỏi mình nha. Và đến với trò chơi thứ hai cũng khó không kém. Đó là mỗi người chơi sẽ được 10 chiếc mũi tên để bắn trúng 7 mục tiêu đã được đặt ra. Nếu người chơi nào bắn không trúng 7 mục tiêu thì sẽ bị loại. Khá là khó đó nha. Để xem coi Hero Team sẽ hoàn thành trò này như thế nào nào. Phong cận TV. Mọi người chuẩn bị coi mình là Robin Hood nè mọi người. Mình là Robin Hood nè. Mọi người coi mình canh mình ngắm nè. Cái thứ hai nè bạn. Mình phải canh kỹ vô bạn ơi. Thầy đưa hai đấy, mũi tên tiếp theo. Mấy bạn thấy cái tay của mình ở trong game nó đang rung không mày? Đừng có nói vậy, để em bình tĩnh. Cái cuối cùng nè, cái cuối cùng nè. Từ từ mọi người, để em luyện công. Tyrant TV. Quá cay ơi.
quá cay á. Nếu mà không biết thì hồi xưa là mình kiểu có đi học bốn cung á mọi người. Mình cũng được kiểu mấy. Ông xạo đi thôi, ông xạo đi thôi. Kiểu mình cũng được mấy giải học ca thế giới rồi đó. Bây giờ mình nhắm lật tí nha mọi người, lật tí. Trời ơi tay rung luôn mọi người. Ủa đâu rồi? Cố lên. Không. Rồi. Bây giờ Sam hình như Sam còn một tay. Mèo Simi. Rồi ok, tấm hàng thứ hai này tức ghê mọi người, ok. 3, 2, 1, cha. Yeah, let's go. Ok, bắt đầu nè, 3, 2, 1, action. Yeah. Ok. Cha. Ok, lại. Rồi, giống. À. Ôi. Bắn đi. Cái cuối cùng nè. Ok, mình sẽ phá lời khuyên của Phong Cần. 3, 2, 1. Vô. Yeah. Rồi, chuẩn bị thắng luôn. Yeah. Mr. Việt. Mọi người cổ vũ đi, mọi người chả nói gì hết. Mọi người chơi, cổ vũ, mình cười nhỉ. Một gì yên tâm. Không dọn đâu, ừ, chết rồi mọi người, mình thu thách đấy. Mình cổ vũ đi, khổ quá, mình chả nói gì nhỉ. Nhất ai có lần, nhất ai có lần. Hết rồi. Hết thương, còn tụi mình sẽ chấm hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi cuối cùng. Đó chính là hãy chọn đường đi đúng. Mỗi người chơi sẽ phải chọn một trong hai đường đi. Nếu đi đúng đường an toàn thì sẽ sống sót, còn nếu đi vào đường nguy hiểm thì sẽ thua cuộc. Để xem Hero Team ai sẽ là người chọn đúng đường đi nhé. Phong Cận TV. Bây giờ tôi biết chọn đường nào để chơi một trong hai đường. Phong Cận chút. Tôi phải ngồi xuống tôi ngắm thử. Sao được. Một tí nữa nó lượt cay chơi, để em quýnh cay cho mọi người. Ây da. Một ác quá. Đồ ác độc. Ngươi là đồ ác độc cay đó nè. Kyren TV. Tao đi lượn với cấp mùa đã lộ đông tây. Mình sẽ thấy chứ. Ủa ok, bây giờ là hồi nãy là bên đây là cay cay đi leo cay. Chạy đúng không? Đúng rồi, chạy. Nè. Chạy. Chạy đúng rồi. Tao đi lượn với cấp mùa đã lộ đông tây. Mình sẽ thấy chiếc súng hơi. Tâm lý học mà em đã coi 12 bộ và Squid Game thì nó phải tiếp tục là bên trái. Trái. Không nhìn anh đi. Em tưởng đâu người. Em tưởng đâu người. Em tưởng đâu người. Em tưởng đâu người. Người tạo ra map để chơi đồng tâm lý đó. Nhưng mà thì ra em mới chính là kẻ bị thao túng tâm lý. Mèo Simi. Đó, thì bạn thắng được màn 2, bạn không bị đánh nữa. Xem đi đâu. Rồi bây giờ nãy là Phong Cận đi qua đây rớt đúng không? Cái này là bên này là đường đi đúng. Oh yes. Rồi qua. Rồi bây giờ theo tính chất bắt cầu bên này là đi được thì chắc chắn bên này cũng đi được. Rồi mình test coi đi được. Mình phải test. Chắc chưa? Rồi, chắc rồi. Yeah. Rồi, theo tính chất bắt cầu tiếp. Như mọi người thấy hai cái màn kia là không rớt rồi, vì có nghĩa là bên này nó rớt với bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha. Mình cũng sẽ test thử coi.
Tép cái gì? Đi qua luôn cái tép. Đi qua luôn. Chưa rớt mà. Bước lên cái đó là thua rồi, không có nhiều. Kỳ vậy. Thua rồi, thua nha bạn. Ăn gian thời thời. Cái thật ăn gian từ trong game tới ngoài đời thật các bạn. Ăn gian liên tục, ăn gian. Kỳ vậy. Mr. Việt. Bây giờ màn thứ ba này thì nãy mình tư vấn cho mọi người rất là nhiều anh em ạ. Và bây giờ có ai có nhu cầu tư vấn cho mình không? Không anh ơi, anh tự chơi là anh tự chịu đi thôi. Anh tư vấn anh té rồi anh té rồi. Em nhớ là anh là kiểu học giỏi tâm lý học lắm, kiểu giờ mình chơi trò tâm lý. 50 thì mới 50 gọi đi. Yeah. Hello team, hello team.